Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 20, câu 24 đến 29. Bấy giờ, một người trong nhóm 12, tên là Tôma, cũng gọi là Đi-đi-mô, không ở với các ông khi Đức Giê-xu đến. Các môn đệ khác nói với ông: "Chúng tôi đã được thấy Chúa." Ông Tôma đáp: "Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn người, tôi chẳng có tin." 8 ngày sau, các môn đệ Đức Giê-xu lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-xu đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Rồi người bảo ông Tô-ma: "Đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn thầy, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin." Ông Tô-ma thưa người rằng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Đức Giê-xu bảo: "Vì đã thấy thầy nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin." Quý vị và các bạn thân mến, tác giả thư gửi tín hữu Do Thái đã viết rằng: "Đức tin là đảm bảo cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều ta không thấy." Trang Tin Mừng theo Thánh Sử Gioan hôm nay chính là một hình ảnh rất đẹp và chân thành mà chính Chúa Giê-xu dành riêng cho Tô-ma và cũng là dành riêng cho mỗi người chúng ta. Trước khi gặp lại Chúa Giê-xu phục sinh, có lẽ Tô-ma là một con người chậm tin, nếu không muốn nói là cứng lòng tin vào thầy của mình. Bằng chứng là bao nhiêu tông đồ khác đã nói, đã minh chứng về thầy Giê-xu đã sống lại. Thế nhưng Tô-ma vẫn không tin. Và rồi chính hôm nay Chúa Giê-xu hiện đến lần nữa, thì Tô-ma đã thức tỉnh lòng tin của mình. Tô-ma không những tin mà vượt xa hơn, ông còn tuyên xưng cách mạnh mẽ về thầy của mình: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con." Một lời tuyên xưng làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời Tô-ma, biến ông từ một người cứng tin trở thành một chứng nhân của niềm tin. Thay đổi một Tô-ma vốn chỉ tin vào giác quan và sự hiểu biết của mình, trở thành một con người hoàn toàn tin tưởng vào Thiên Chúa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta cảm nhận thế nào khi chính Chúa nói với chúng ta: "Phúc cho những ai không thấy mà tin"? Trong cuộc đời của mỗi người tín hữu, nhiều khi cũng như Thánh Tô-ma, chúng ta không thấy Chúa, không cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Điều đó làm cho chúng ta chậm tin hay không tin vào Chúa. Thế nhưng chính Chúa đã nói: "Phúc của Chúa chỉ dành cho những ai tin vào Chúa, cảm nhận hồng phúc và ân huệ Chúa vẫn đong đầy cho chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Nếu ai không tin và không muốn tin như vậy, chắc chắn phúc của Chúa không thể ban xuống trên người ấy được." Lạy Chúa, qua mẫu gương của Thánh Tô-ma tông đồ, xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, và quyền năng cũng như tình thương của Chúa vẫn luôn tuôn đổ trên chúng con mỗi ngày. Amen.